Xin chào anh em, chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của ông nhóm Minh Vũ nhé. Trong video ngày hôm nay thì em Minh nên cho anh em một cái lô hàng siêu phẩm mà bên em gửi đi rất là nhiều về cái dòng sản phẩm Suntu, ống nhòm Suntu 142. Con này là con phiên bản kính ED anh em nhé, phiên bản 326FT. Con này thì được anh em tin tưởng và ủng hộ rất là nhiều. Anh em nhìn này, số lượng hàng em gửi đi thì nói chung là em không có nhiều đâu, hàng em không có nhiều anh em nhé. Thì những anh em nào mà quan tâm đến cái mẫu dòng sản phẩm này thì inbox sớm cho em Minh qua Zalo là 0347 808 219 ở góc trái màn hình đây này. Đó, anh em inbox trực tiếp cho em Minh nhá. Đó, phiên bản này là phiên bản cao cấp cho anh em đi săn ong. Những em nào mà tài chính tầm trung thì anh em lựa chọn phiên bản này, test là ưng luôn anh em nhá, không có cái chuyện là hàng nó bị mờ đâu. Và trước khi bên em gửi hàng đi thì bên em sẽ kiểm tra đầy đủ cho anh em từ hóa đơn này, rồi là từ phụ kiện đến ống, xem là nó có bị xước sát hay là nó có bị mờ hay không để bên em gửi hàng đi nhá. Phiên bản này phiên bản 10x42 Suntu bản 326, con này nó là hàng mới bên em. Đó, nó là hàng mới. Về phụ kiện em sẽ quay cho anh em về cái phụ kiện nhá. Túi thì sẽ có logo hình con cò như thế này. Đó, túi rất là dày dặn và chắc chắn nhá. Cái túi này thì anh em có thể là đeo chéo người để mà đựng ống nhòm này. Tiếp theo là sẽ có thêm một cái phần khăn lau cho anh em. Khăn lau, và ngoài ra thì riêng Suntu thì nó sẽ tặng thêm cho anh em một cái túi zip nhỏ để anh em đựng những cái đồ nhỏ như đi rừng nhá. Và sẽ có thêm cả mắt đợi cho anh em này. Đó, phiên bản này nó là phiên bản 142 Suntu, giá để cho anh em chỉ có là 2.600.000 thôi. Giá sale anh em nhá, giá sale cuối vụ là 2.600.000. Thì anh em là quan tâm thì liên hệ sớm nhất cho em Minh để đặt hàng, tại vì là số lượng hàng nó không còn nhiều ấy, em sắp hết rồi. Thì anh em nào cân đối được thì inbox cho em Minh sẽ gửi đi cho anh em, bảo hành 2 năm. Anh em nhận hàng thì sẽ được test hàng thoải mái, đúng chuẩn mẫu mã thì anh em mới cần thanh toán nhá. Còn nếu như mà hàng mà không chuẩn thì anh em có thể hoàn về cho em Minh thoải mái này. Và ngoài ra thì bên em, anh em test hàng đi săn thử cho em trong vòng 4-5 ngày. Nếu như mà nó có vấn đề gì của lỗi của nhà sản xuất thì bên em Minh sẽ thu hồi lại và bên em Minh sẽ gửi lại cho anh em một con mới để cho anh em yên tâm đi săn ong. Đấy, nên là anh em nói chung là khách hàng ở bên em Minh thì em Minh sẽ hỗ trợ và tư vấn trực tiếp và nhiệt tình nhất cho anh em đi săn ong. Mua một con ống nhòm đi săn ong cải thiện kinh tế nhá. Nói chung là số lượng hàng nó không có nhiều đâu. Đó, số lượng hàng không còn nhiều, anh em nào cân đối được thì inbox sớm trực tiếp cho em Minh nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em.